2019, khi mà team Flat vẫn còn đang ở trên đỉnh của thế giới, xô đổ mọi kỷ lục của Liên Quân để trở thành đội tuyển xuất sắc nhất lịch sử tựa game này với chiến tích bất diệt 4 cúp 1 năm, tạo nên một đế chế tưởng chừng không thể xô đổ. Lúc bấy giờ, không một ai có thể cản bước chân của team Flash, và người ta tin rằng đế chế đó sẽ không bao giờ suy tàn. Nhưng đó cũng là thời điểm mà bóng ma Sài Thành nuôi chí lớn. Họ không dừng lại ở việc đầu tư line up tạm thời ở thời điểm đó, mà bắt đầu manh nha cho lứa thế hệ vàng tương lai. Họ chiêu mộ những hào thủ ở độ tuổi teen mà theo luật vẫn chưa đủ tư cách thi đấu ở sân chơi cao nhất bộ môn Liên Quân Mobile. Và 2020 là thời điểm mà niềm kỳ vọng bắt đầu. Lai Bông xuất thế, thân sức mạnh được tháo bỏ xiềng xích, và đó cũng là thời khắc Thái Cực Liên Quân Việt Nam chuẩn bị cho sự đảo chiều. Anh ta là đỉnh cao của sự kỳ vọng, là viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên mới của bóng ma Sài Thành, đế chế hùng mạnh nhất Liên Quân Mobile Việt Nam cho tới nay. Nhưng cũng phải mất tới 3 năm có lẽ, kẻ chinh phạt đó mới mang lại thành quả thực sự cho họ nhà Tôm, đem Sài Gòn Phantom hoàn thành ước mơ giang dở 7 năm trời, lần đầu đứng trên đỉnh vinh quang quốc tế. Và nó có công rất lớn từ những kẻ đi theo tiếng gọi của Lai Bâng, chứ không phải chỉ một mình anh ta. Nhưng quả thực, từ kẻ được kỳ vọng, Bâng đã dần trưởng thành và vươn mình trở thành người chơi số 1 thế giới tựa game được coi là quốc game ở Việt Nam này. Anh mong muốn và bây giờ là FFVP của chúng ta, đội trưởng của Sài Gòn Phantom, Captain Lai Bâng. Và ngày hôm nay, khi ngai vàng đã được ngự trị bởi bóng ma Sài Thành, tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một nhân vật nữa sau 4 năm, bé chọc, đỉnh cao của sự kỳ vọng, phần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mười lăm tuổi, khi mà các bạn đồng trang lứa còn đang ngủ, chơi và uống trà sữa, có một cậu nhóc đã làm được những điều mà không phải người trưởng thành nào cũng làm được. Không phải trở thành hoa hậu như các bạn nghĩ đâu, mà là đã có một kênh livestream hàng trăm nghìn follow, kiếm được thu nhập hàng chục triệu như một người trưởng thành. Đó là khi mạng xã hội rầm rộ về một thần đồng mới nổi bộ môn Liên Quân. Kẻ mà tôi nhắc đến không ai khác, bé Trọng. Tiếp đà thành công, 16 tuổi, cậu trở thành top 1 máy chủ Việt Nam. 17 tuổi trở thành top 1 máy chủ Thái Lan. Còn ở server Đài Bắc Trung Hoa, cậu chỉ đạt được top 2 thôi. Lý do là leo đơn, nên lên đến đó thì không có trận. Về mặt thành tích thi đấu, không giống như người đi trước, cậu không thể vô địch hầu hết tất cả các giải đấu bán chuyên mà mình tham dự, cũng bởi vì những giải đấu đó đều có Lai Bâng. Thế nên trong giai đoạn Bâng còn chưa đi lên chuyên nghiệp, bé Chọc đứng nhì. Còn kể từ khi Bâng và những người bạn của mình rời xa sân chơi bán chuyên để đến với đấu trường chuyên nghiệp, thì cậu chính là kẻ thay Bâng ấm tất thảy những giải đấu mà mình tham dự. Đánh được. Quân đã hết đi rồi, giết nó. Sở hữu tư duy chiến thuật cực tốt, lối đánh kỹ năng, sự trưởng thành sớm hơn tuổi tác về mặt tư duy, cuối cùng là cũng chơi được ở mọi phân đường với trình độ cao nhất. Không khó để cậu được người ta chú ý đến và tin rằng thế hệ 2K5 không có ai đáng chú ý hơn chàng trai trẻ này. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, bé Chọc được tháo bỏ sợi xích mang tên tuổi tác và án phạt, lần đầu tiên ra mắt Team Flash sau gần 3 năm dài chờ đợi, đưa Team Flash quay trở lại sân chơi cao nhất cấp độ quốc gia. Đông và hung hãn, họ sẽ lấy đi chiến thắng này. Và khi mà đội tuyển Cần Thơ chỉ còn một mình NS, thì liệu rằng những nhịp huyết xích của NS có mang ý nghĩa nào hay không đây? Nó chẳng mang ý nghĩa nào cả. Và đương kim vô địch vòng thăng hạng đấu trường danh vọng mùa xuân 2023 xin được xướng danh là Team Flash. Và tất nhiên, người ta không chỉ kỳ vọng chàng trai này làm được có vậy. Vô địch Serie B chỉ là ước mơ của ông anh già Xuân Bách để chinh phục tất cả những danh hiệu còn thiếu mà thôi. Còn với bé Trọng, đó mới là viên gạch đầu tiên, bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục và phục hưng đế chế Team Flash. Và cũng như người từng được kỳ vọng tiền nhiệm, bé Trọc không phải là thiên tài không điểm yếu. Nhiều lần thừa nhận bản thân run tay khi được kỳ vọng, tâm lý thi đấu chưa hề được qua tôi rèn. Hơi rung anh ạ, hơi rung với lại chưa vào, chưa quen không khí trong tu. Một chút trẻ trâu của lứa tuổi teen, đặc biệt là chưa từng nếm trải mùi đời tại sân chơi quốc gia, bé Trọc cho dù có tài năng thiên bẩm nhưng sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều. Ăn hành là chuyện không tránh khỏi, mộng ước càng cao, nguy cơ đổ vỡ càng lớn. Và cũng như Bâng, Chọc cần những mảnh ghép
những vệ tinh xung quanh để có thể thực sự trở thành một tập thể hoàn chỉnh. Qua rồi thế hệ vàng của Team Flash, và giờ đây, sau nhiều năm ngụp lặn, chịu đủ đắng cay, Frazer cuối cùng cũng tìm được một cái tên đủ sức để gửi gắm hy vọng. Chưa từng có một cái tên nào gia nhập Team Flash lại mang cho mình niềm kỳ vọng lớn lao tới như vậy. Và người ta sẽ cùng chờ đợi tới ngày 24 tháng 8, ngày mà bé chọc xuống bóng tối bước ra ánh sáng, ngày mà đấu trường danh vọng chính thức được khởi tranh. Hãy chờ xem Phạm Nhật Hào sẽ đáp lại niềm kỳ vọng đó như thế nào.